kính chào quý vị khán giả, tôi là Hiền Phương, phụ trách truyền thông của công ty cổ phần kiến trúc Kisato. Kính thưa quý vị, chốn an cư luôn là nơi để ta trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi, đầy bon chen. Một không gian sống rộng rãi, thoải mái với đầy đủ tiện nghi luôn là mơ ước của nhiều gia chủ. Một trong những kiến trúc không khó bắt gặp tại Việt Nam đó chính là mẫu biệt thự nhà vườn mái Thái. Không chỉ riêng những gia đình ở nông thôn mà mẫu nhà này còn được các hộ gia đình ở khu vực ngoại ô lựa chọn. Với quỹ đất rộng thì đây được xem là mẫu nhà lý tưởng bởi không gian sống ấm cúng, thuận tiện. Trong video là công trình nhà của anh Chính với những kết tinh kết nối kiến trúc hiện đại và truyền thống đã được kiến trúc sư phát triển toàn diện và triển khai hoàn hảo trong công trình nhà của anh Chính. Nếu như bạn là người yêu thích sự đơn giản và có xu hướng gắn kết với thiên nhiên thì đừng bỏ qua video này của chúng tôi nhé! Tìm đến công ty Kisato qua lời người quen giới thiệu và sự mệt mỏi khi đã làm việc quá nhiều với đơn vị thiết kế mà chưa nhận được phương án thiết kế khoa học nhất. Những mong muốn cũng như quan niệm ngôi nhà là tiếng nói của gia đình, anh Chính đã thân chinh, lặn lội từ Yên Bái lên tận Hà Nội để gặp mặt trực tiếp với kiến trúc sư, tiến hành trao đổi để lựa chọn phương án thiết kế nhà khoa học cũng như sát nhất với điều kiện kinh tế của gia đình. Với tất cả những yêu cầu đó, chúng tôi đã tạo nên phối cảnh 3D công trình nhà anh như trên. Sau khi nhận được phối cảnh công trình này, cả gia đình anh đều rất hài lòng. Một công trình không quá nổi bật nhưng có một sức hút kỳ lạ về mặt kiến trúc cũng như hình khối. Hơn cả đó là lớp áo của ngôi nhà vô cùng độc đáo. Diện tích đất nhà anh Chính khá rộng, tuy nhiên diện tích sàn dự kiến sẽ thi công vào khoảng 100m². Thiết kế tập trung vào khoảng sân rộng và thoáng để có thể đón nhận được nhiều ánh sáng tự nhiên cũng như gió thoáng cho toàn bộ ngôi nhà. Thiết kế kiến trúc biệt thự nhà vườn mái Thái hiện đại cùng với ngoại thất tươi sáng, thiên nhiên rộng mở đảm bảo cho gia đình một không gian sống khoa học và hoàn hảo nhất có thể. Ngoài những mảng tường, hệ trụ cột thì mẫu biệt thự nhà vườn này còn gây ấn tượng bởi khối mái Thái cao hình chữ A với chiều cao, độ dốc hợp lý với khối đua rộng nhằm phô diễn trọn vẹn những đường nét thẳng, thoáng và tỉ mỉ trước thân mái. Hiện nay với xu hướng lựa chọn hệ thống mái Thái hiện đại cho các mẫu biệt thự dù ở nông thôn hay thành thị thì chúng đều mang lại một không gian sống vô cùng hoàn hảo cho các chủ đầu tư. Bên cạnh đó, tổng thể khối kiến trúc được thiết kế thống nhất từ phong cách cho đến ý tưởng sắp xếp không gian nội, ngoại, thất, sân vườn. Tất cả những yếu tố này đã mang lại một mẫu biệt thự nhà vườn đẹp cũng như phù hợp với thói quen sinh hoạt của các thành viên trong gia đình. Nền đất xây dựng của gia đình khá cứng chắc và tốt, do đó kiến trúc sư lên phương án bố trí móng băng, thiết kế kỹ thuật đơn giản và thi công nhanh, vừa đảm bảo tuổi thọ công trình và đảm bảo tính thẩm mỹ cho kết cấu chung của mẫu nhà vườn này. Khoảng sân trước biệt thự nhà vườn đẹp này thiết kế khá rộng và thoáng, thiết kế thi công với gạch màu xám sáng. Chính điều này đã đem đến những điều khác biệt giúp cho công trình có hiệu ứng thẩm mỹ cao hơn, khoa học hơn trong tổng thể phối cảnh. Thiết kế bậc tam cấp khá cao cùng với nền móng đem đến không gian cao và thoáng cho công trình biệt thự nhà vườn mái Thái đẹp. Toàn bộ bậc thang trước được ốp đá tự nhiên màu nâu tối, hiện đại và đồng bộ với kiến trúc mái, một sự chuẩn chỉnh trong thiết kế phối cảnh chung cũng như từng hạng mục nhỏ thiết kế. Hệ thống cửa kính vừa giúp cho ngôi nhà đón trọn toàn bộ ánh nắng tự nhiên, vừa tăng thêm vẻ đẹp hiện đại cho công trình. Thiết kế bật ngũ cấp giúp cho ngôi nhà trông cao hơn so với chiều cao thực tế. Sở dĩ các kiến trúc sư sử dụng hệ thống cửa kính khung nhôm, ngoài mục đích tạo sự thông thoáng thì chúng còn đem lại sự kín đáo khi vừa có thể giúp che chắn, bảo vệ nước mưa không bị bắn vào bên trong nhà. Hơn thế nữa, dù bất kỳ trong kiểu thời tiết nào thì các thành viên trong gia đình gia chủ vẫn có những khoảng view đẹp mắt. Trụ cột trước với khối vuông cùng với phần đầu cột và chân cột trang trí nhiều họa tiết bắt mắt. Phần chân tường ốp đá màu tối và thiết kế mái Thái có độ rộng và thoải đều, phô diễn những đường nét khỏe khoắn. Sự kết hợp của gang màu đỏ truyền thống của kiến trúc mái với thiết kế giật cấp nhẹ cùng độ thoải và khối đua vừa phải đem đến sự liên kết mạnh mẽ cũng như đa chiều cho không gian thiết kế.
Không chỉ là màu trắng đơn giản cho phần ngoại thất, chúng tôi còn sử dụng thêm các mảng sơn tường màu tối kết hợp các chì kẻ ngang màu trắng, chân tường ốp gạch thẻ tạo nên sự mới lạ độc đáo cho không gian ngoại thất. Đây cũng chính là mong muốn của gia đình anh Chính. Để ngôi nhà trở nên sinh động thì phần cây xanh là không thể thiếu. Chính vì vậy, bên dưới sảnh chính và dưới hệ thống cửa sổ, chúng tôi đã đặt hệ thống cây xanh và bồn hoa giúp đem không gian xanh và không gian sống cho gia đình. Sân vườn trong thiết kế biệt thự nhà vườn có diện tích tương đối lớn. Thiết kế sân vườn bao quanh bốn phía tạo nên khoảng không gian xanh mát, gần gũi và tự nhiên. Gia đình anh Chính có thể cảm nhận được sự trong lành, thoáng mát do hệ thống cây xanh mang lại. Chính vì điều này, các phòng, các không gian trong ngôi nhà đều được tiếp xúc với không gian xanh tự nhiên ở bên ngoài, ánh sáng và nguồn không khí trong lành cũng vì thế mà hòa quyện với các không gian sinh hoạt của gia đình. Đây quả thực là một công trình nhà đẹp gần gũi với thiên nhiên mà gia đình anh Chính mong muốn. Sau khi khảo sát chi tiết khu đất dự kiến xây dựng công trình và lắng nghe mong muốn của gia chủ, chúng tôi đã đưa ra phương án phong thủy cho công trình biệt thự nhà vườn đẹp này như sau. Năm sinh của gia chủ là 1988, năm Mậu Thìn âm lịch, quẻ mệnh là Trấn Mộc, thuộc Đông Tứ Mệnh, ngũ hành là Mộc, màu hợp lầy là màu xanh, bao gồm xanh lá, xanh lục, xanh biển, xanh đen, màu đen, màu đỏ, màu hồng, màu cam, màu tím, màu kỵ là các màu trắng, ánh kim, vàng, nâu, cam đất hay vàng đất. Gia chủ sinh năm 1987, Đinh Mão, năm 2020, gia chủ 34 tuổi, gia chủ không phạm kim lâu, không phạm hoang ốc, không phạm tam tai, vì thế gia chủ có thể động thổ làm nhà. Về tọa hướng của ngôi nhà, hướng nhà đo được bằng La Kinh phong thủy là 36 độ Đông Bắc. Đây là hướng không tốt cho gia chủ sinh năm 1988, hướng lục sát. Về cách bố trí các tọa hướng cho các phòng trong ngôi nhà, phòng khách đặt tại cung lục sát, Đông Bắc, hướng cửa chính cũng quay theo hướng Đông Bắc. Phòng thờ đặt tại vị trí tọa cát, hướng cát, vì thế phòng thờ nên đặt vào cung tốt như cung Diên Niên, Đông Nam, cung Phục Vị, Đông, cung Sinh Khí, Nam và hướng bàn thờ quay về hướng Diên Niên là Đông Nam. Phòng bếp và phòng ăn đặt tại tọa hung hướng cát, vì thế phòng bếp nên đặt tại cung xấu như cung Họa Hại, Tây Nam, cung Tuyệt Mệnh, Tây, cung Ngũ Quỷ, Tây Bắc và hướng bếp quay về hướng tốt là hướng Diên Niên, Đông Bắc. Lưu ý hướng bếp là hướng lưng người nấu ăn. Ba phòng ngủ đặt tại các cung còn lại sao cho phù hợp với công năng sử dụng của gia chủ, ưu tiên đặt vào cung tốt trước. Khu vệ sinh chung đặt tại cung xấu, còn lại sao cho phù hợp với công năng sử dụng của gia chủ. Sau khi khảo sát chi tiết khu đất dự kiến xây dựng công trình và lắng nghe mong muốn của gia chủ, chúng tôi đã đưa ra phương án thiết kế mẫu biệt thự nhà vườn đẹp như sau. Chiều sâu của công trình là 8,7m, chia thành 4 lưới trục. Từ trục A đến trục B là 3,1m, từ trục B đến trục C là 1,2m và từ trục C đến trục D là 4,4m. Chiều ngang của công trình là 12,9m, được chia thành 5 lưới trục. Từ trục 1 đến trục 2 là 1,4m, từ trục 2 đến trục 3 là 3,5m, từ trục 3 đến trục 4 là 4,5m và từ trục 4 đến trục 5 là 3,5m. Thực sự một ngôi nhà không chỉ nhìn ở vẻ bề ngoài rồi nói là hoàn hảo được. Muốn hoàn hảo thì ngôi nhà phải được bố trí các phòng chức năng hợp lý để tận dụng tối đa công năng sử dụng. Hiểu được một cách sâu sắc điều đó, chúng tôi đã bố trí các phòng một cách thật hợp lý cho gia đình. Sau đây, chúng tôi xin giới thiệu đến các bạn công năng sử dụng của mẫu biệt thự nhà vườn đẹp này. Không gian phòng khách có diện tích là 16,19m² với thiết kế đơn giản với ghế sofa, TV và bàn uống nước. Phòng khách được thiết kế song song khu vực bàn thờ với diện tích là 15m², tạo một không gian sinh hoạt mở mà vẫn giữ được những nét truyền thống của người Việt. Phòng bếp cùng với phòng ăn có diện tích là 15,08m², được thiết kế thông với phòng khách và phòng thờ với tông màu chính hợp mệnh với gia chủ. Tủ bếp được tích hợp những tiện ích như bếp từ, máy hút mùi, lò vi sóng. Tất cả nội thất trong gian bếp đều được sắp xếp một cách hợp lý giúp gia chủ tiết kiệm được không gian và có những bữa cơm quây quần đầm ấm theo đúng mong muốn. Ngoài phòng thờ, phòng bếp và phòng khách, biệt thự nhà vườn được thiết kế với 3 phòng ngủ có diện tích lần lượt là 14,48m², 15,44m² và 12,08m². Với mong muốn ngôi nhà mang một không gian mở nên cả 3 phòng ngủ này đều có cửa sổ lớn, tràn ngập ánh sáng, tạo cảm giác thoáng đãng và tươi mới. Chắc hẳn sau khi xem xong video clip này các bạn đang có thắc mắc rằng không biết mẫu nhà mà chúng tôi đã thiết kế cho anh Chính có giá bao nhiêu đúng không ạ? Các bạn thân mến, mỗi một ngôi nhà với vật liệu sử dụng khác nhau, giá nhân công tại khu vực lại khác nhau, dẫn tới giá thành sẽ khác nhau. Chính vì thế, hãy nhanh chóng liên hệ với chúng tôi nếu các bạn đang có ý định xây dựng và hứng thú với mẫu biệt thự nhà vườn đẹp này qua hotline 0963//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 
0243-459-288 để được tư vấn cụ thể. Nếu có bất cứ ý kiến đóng góp hay thắc mắc gì, xin mời quý vị hãy để lại bình luận ở phía dưới để đội ngũ nhân viên của Kisato khắc phục và hoàn thiện. Và đừng quên đăng ký kênh YouTube của Kisato để tiếp tục đồng hành cùng với chúng tôi, cùng chiêm ngưỡng thiết kế các mẫu nhà đẹp nhất, độc đáo nhất. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.